thì Nhi xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp cùng với vị khách mời rất quen thuộc của chương trình. Thì Nhi xin trân trọng giới thiệu đến với quý khán giả giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, xin kính chào giáo sư ạ. Dạ vâng, thưa mến chào cô Hiền Nhi, kính chào quý khán giả của đài SBTN ạ. Dạ vâng, kính thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, trong thời gian vừa qua thì kinh tế Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới đang từng bước dần dần hồi phục, và với nền kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng thì tiếp tục hồi phục mạnh và công ăn việc làm thì được thu mượn nhiều hơn, nhưng giới đầu tư vẫn có dấu hiệu là không an tâm mấy trước cái sự khôi phục này của công ăn việc làm. Tại sao lại như vậy thưa giáo sư? Dạ vâng, đúng như vậy. Thì nền kinh tế của Hoa Kỳ đang khởi dậy và tiếp tục khởi dậy rất mạnh. Tất cả chuyên gia đều dự đoán rằng kinh tế của Hoa Kỳ GDP sẽ gia tăng, tăng trưởng khoảng 6% năm nay và có thể nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, giới đầu tư họ lo ngại là tại sao? Thứ nhất là mặc dù khối kích thích kinh tế đầu tư vào hạ tầng cơ sở đang được thông qua ở lưỡng viện quốc hội với tòa bạch ốc, tuy nhiên công ăn việc làm trỗi dậy nhưng mà số nạn thất nghiệp vẫn cao. Lúc trước là 5.9%, bây giờ gần đây dự đoán là sẽ xuống khoảng 5.6%, vẫn không xuống khỏi cái mức 5%. Số người đứng bên ngoài lề, không đi vào cái thị trường công ăn việc làm vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là phúc lợi của nạn thất nghiệp của liên bang, tiểu bang vẫn còn đó, mặc dầu những phúc lợi của tiểu bang, gần như trên 25 tiểu bang của Hoa Kỳ đã chấm dứt cái phúc lợi thất nghiệp của tiểu bang, trong khi phúc lợi thất nghiệp của liên bang vẫn còn một vài tháng nữa. Đó là một chuyện. Thứ gì nữa là một số người họ ngần ngại trở lại việc làm vì Covid, mặc dầu đã kiềm chế nhưng mà những cái variant, những cái dạng biến nó còn đó, và dân số trên Hoa Kỳ trung bình là 55% đã chích ngừa. Tuy nhiên mỗi vùng, mỗi tiểu bang khác nhau, ví dụ ở Texas hiện tại cái số người chích ngừa chỉ có 30-mấy% mà thôi, cho nên họ ngần ngại. Và những kỹ nghệ đang khởi dậy, nhưng mà những kỹ nghệ nào mà mượn những nhân viên thấp, lương thấp hay lương tối thiểu đó, thì rất khó tìm nhân viên vì thiếu nhân công. Đó là lý do. Thành ra những cái căn bản cho thấy rằng kinh tế trở lại, nhưng mà không có một cái căn bản nào rõ ràng nói rằng nó sẽ vững chãi nếu mà quỹ tiền tệ liên bang không giữ tiền lệ thấp. Khi quỹ tiền tệ liên bang tuyên bố rằng cuối năm 2023 họ sẽ gia tăng tiền lệ trở lại đã là một cái cú sốc rất mạnh trong thị trường. Họ không nghĩ rằng kinh tế vững chãi đến mức đó. Đó là lý do, nó có nhiều cái gọi là cái khúc mắc mà chưa giải quyết được, nhưng mà sự lạc quan nó vẫn còn đó. Và mỗi một cái tháng trôi qua thì thấy kinh tế của Hoa Kỳ trở lại, người ta bắt đầu đi du lịch mùa hè, người ta bắt đầu buôn bán, những công ty đã được hoạt động trở lại khi chính phủ gọi là nới rộng và không siết chặt luật cách ly của nhiều thành phố. Covid được kiềm chế thì là một cái giải pháp là lâu dài, nhưng mà vaccination vẫn phải tiếp diễn, và chẳng những là cái hai cái mũi đầu mà cái booster shot không xa, vài tháng nữa có thể sẽ phải chích thêm một mũi nữa. Đó là những cái diễn tiến mà kinh tế nó đi liền với lại y khoa. Dạ vâng, kính thưa giáo sư, trong khi đó thì được biết chính phủ Hoa Kỳ cũng vừa tuyên bố thắng lợi lớn là đã thuyết phục được hơn 130 quốc gia đồng ý áp dụng mức thuế tối thiểu là 15% cho các công ty lớn. Và điều này là có ý nghĩa như thế nào thưa giáo sư? Vâng, đây đúng là một cái thắng lợi lớn của đường lối của chính phủ Biden và nhất là Tổng thống Biden. Nhưng quý vị biết là thuế những công ty đã được giảm rất nhiều từ Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa, đã giảm thuế cho những công ty từ 35% xuống 21%. Và Tổng thống Biden nói rằng 35% thì đồng ý là quá cao, nhưng mà 21% là quá thấp, cho nên ông muốn xuống là 28% thôi, có nghĩa là đem lên trở lại từ 21% lên 28%.
vẫn thấp hơn cái mức 35% nhiều, nhưng mà cao hơn là 21% hiện đại. Và như vậy thì ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ sẽ thiếu hụt rất nặng. Thì bù lại để mất đi cái ngân sách này thì Tổng thống Biden và chính phủ của Biden đề nghị rằng Hoa Kỳ sẽ đánh thuế những công ty mà international corporation, những công ty mà có sự hiện diện trên thế giới rất là nhiều. Những công ty này họ đã dời tổng đàn đi hay họ dời chi nhánh đi những quốc gia khác để tránh thuế. Thì cái chương trình mới này để bù đắp lại sự mất mát về ngân sách quốc gia này thì ông đề nghị rằng cái thuế tối thiểu cho những công ty trên thế giới này là đánh thuế là 15%. Có nghĩa rằng không thể dời đi qua khỏi Hoa Kỳ để tránh thuế được, mà là phải đánh thuế minimum corporate tax là 15%. Nhưng mà đây là một cái điều rất là khó khăn, là tại vì Hoa Kỳ áp dụng đơn phương mà những quốc gia khác họ không thi hành thì rất là khó. Tuy nhiên khi Hoa Kỳ tuyên bố một cách cứng rắn là làm như vậy thì những quốc gia khác họ cũng phải làm, tại vì Hoa Kỳ đánh thuế những công ty của họ đi vào Hoa Kỳ hay là những quốc gia khác này nọ cùng 15%, ngay cả những công ty Hoa Kỳ thì họ chẳng lẽ họ đứng làm ngơ. Trung Quốc lúc đầu chống đối rất mạnh nhưng cuối cùng cũng phải đi theo. Và 130 quốc gia, có nghĩa là trên 90% những quốc gia nắm đi 90% GDP của toàn cầu đã đồng ý. Đây là một thắng lợi rất lớn. Để chi? Để Hoa Kỳ thứ nhất là đạt được cái mục đích là cái tệ trạng là khi Hoa Kỳ tăng thuế để cho ngân sách quốc gia thì công ty sẽ từ từ rời bỏ Hoa Kỳ đi ra ngoại quốc giống như thời xưa. Đây là một thắng lợi rất lớn mà cái người mà nói rằng có thể là người thành công trong một cái thương thuyết rất là vừa này là bà Janet Yellen, là tổng trưởng tài chánh. Như quý vị biết, bà trước đó là tổng giám đốc ngân hàng quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ. Cái sự ảnh hưởng của bà trên thế giới lan rộng, mà bây giờ làm tổng trưởng tài chánh, tiếng nói và uy tín của bà nó đi rất xa và đã đưa đến cái thắng lợi này, thưa con. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, được biết rằng kỹ nghệ mua bán xe cũng đã phải chậm lại rất là nhiều vì không có đủ xe để bán. Và đây có phải là một hệ lụy từ đại dịch COVID-19 không, thưa giáo sư? Vâng, thưa đúng như vậy. Kỹ nghệ xe đã bùng phát trở lại khi người tự dân của Hoa Kỳ họ cách suy nghĩ rằng họ nói rằng đi du lịch thì cần phải đi, hay là đi nghỉ hè cũng phải đi, nhưng mà họ rất ngần ngại đi lên trở lại máy bay. Cái chiều hướng là họ mua xe cũ, mua xe mới, nhất là xe cũ mà vẫn còn tốt để họ đi đường xa, để đi nghỉ hè rất nhiều. Nhưng mà trớ trêu khi kinh tế trở lại, người dân bắt đầu muốn tiêu xài, muốn đi du lịch mùa hè thì lại thiếu xe. Những người nào muốn mua xe thì thiếu xe. General Motors, Ford, Chrysler, ba công ty của Hoa Kỳ đã phải đóng bao nhiêu cái hãng chế tạo trong vòng ngoài tuần lễ vì họ thiếu cái computer chip. Cái chip mà Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất chip nhiều nhất thế giới, nhưng mà ngang ngửa với Hoa Kỳ mà có thể qua mặt Hoa Kỳ một đôi chút nữa, đó là Taiwan, một cái đảo quốc mà sản xuất rất nhiều. Như quý vị biết, tất cả những gì tiêu dùng trong hàng ngày chúng ta đều có chip, ngay cả một cái microwave hay là một cái bình nấu nước nóng hay là một tất cứ cái gì cũng có chip. Chip công nghệ cao, chip công nghệ thấp, chip công nghệ trung bình, và dĩ nhiên là chip cho xe là một cái công nghệ thể gọi là cao nhưng mà không phải tối cao, đang khan hiếm rất nhiều. Vì những quốc gia như là Hoa Kỳ và Đài Loan là hai quốc gia, và sau đó là Nam Hàn, vì cách ly, vì gọi là thiếu nhân viên, họ đã không cung ứng kịp cái nhu cầu để sản xuất xe, thưa con. Trở lại với những cái đường lối kinh tế của chính phủ Biden, thì được biết rằng chính phủ Biden đã siết chặt sự bành trướng của những công ty khổng lồ với cái sắc luật của tổng thống, và cũng như đã chỉ định bà Linda Khan làm tổng giám đốc cơ quan FTC. Và trước khi chia sẻ thêm những cái thông tin chi tiết về cái sự cái chỉ định cái sắc luật này của tổng thống, thì không biết giáo sư có thể chia sẻ thêm về cái
cơ quan FTC cũng như là vai trò của bà Linda Khan với cái vị trí mới là tổng giám đốc của cơ quan FTC, thưa giáo sư? Thứ nhất, bà Linda Khan đã được Tổng thống Biden chỉ định nhưng mà chưa bổ nhiệm vào chính thức. Nay mai có thể phải bổ nhiệm vào chính thức. Bà Linda Khan này trước nay, từ xưa đến nay, bà là một cái tiếng nói chỉ trích rất nhiều cái tập đoàn Amazon. Bà nói rằng tập đoàn Amazon là một cái tập đoàn bành trướng quá quá vũ bão và đi ngược lại cái chiều hướng phúc lợi cho toàn dân của Hoa Kỳ bằng cách là giết chết bao nhiêu tiểu thương, và cái tập đoàn này phải được break up, có nghĩa là chia tam sẻ tứ để không có bành trướng hoàn thành như vậy. Đó là tiếng nói rất mạnh của bà từ xưa đến nay. Tiếng nói của bà nó đi phù hợp với cái chỉ đạo của Tổng thống mà sắp sửa được ban hành, chứ cũng chưa ban hành, nay mai sẽ ban hành, là chỉ đạo của Tổng thống, sắc lệnh Tổng thống, rằng ra lệnh tất cả cơ quan của chính phủ liên bang phải siết chặt theo dõi những cái chiều hướng nào mà giảm bớt đi cái cạnh tranh và làm cho cái khả năng mà những công ty nhỏ, những tiểu thương không tồn tại được bởi những cái đại công ty cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Đó là cái sắc lệnh của Tổng thống. Trở lại cái cơ quan FTC, viết tắt cho cái danh từ là Federal Trade Commission, thì cái đây là một cơ quan được thành lập bởi Quốc hội do Tổng thống chỉ định. Và dưới những người tổng giám đốc này thì có những commissioner, những người gọi là nghị viên rất là quan trọng, commissioner để làm việc cho toàn liên bang, có đặc sở ở mỗi tiểu bang. Thứ nhất là bảo vệ quyền của người tiêu thụ, có nghĩa rằng những cái quảng cáo gian lận, những cái bất cứ cái chi mà không có lợi cho người consumer bị những tập đoàn hay là những người gian trá đó, là được cơ quan này theo dõi, và nếu mà kháng kiện thì họ sẽ theo dõi và họ đi vào tòa hay là họ báo cho nhà chức trách. Cái thứ gì nữa, trách nhiệm cũng không kém ngang ngửa quan trọng, đó là cái cơ quan này là muốn khuyến khích sự cạnh tranh, competition ở trong xã hội của Hoa Kỳ. Dưới quyền cơ quan này là antitrust law, có nghĩa là luật gọi là cấm đi những công ty nào mà sát nhập một cách quá vũ bão, mà gọi là kiềm chế cạnh tranh, nhất là những công ty có thị trường mạnh và sát nhập với nhau thì trước sau gì họ cũng sẽ lên giá và họ sẽ không đưa cái lợi ích của người tiêu thụ. Đó là cái căn bản của nền kinh tế tự do của Hoa Kỳ. Cơ quan này có cái khả năng rất là mạnh vì họ làm việc với lại chính phủ địa phương, mà họ lại chẳng những làm ở trong nội địa của Hoa Kỳ mà họ lại liên kết với lại những cơ quan tương tự của thế giới để đi vào cái con đường bảo vệ người tiêu thụ. Mục đích tôn chỉ của cơ quan này là chặn đứng cái sự thương mại giao lưu một cách gọi là không chính đáng, hay là những cái quảng cáo không thật, bất cứ cái gì mà nó không trung thật với người dân là họ rất là bảo vệ. Và cái điểm quan trọng hơn hết mà công ty Amazon họ chống đối cái sự tiến cử của bà này vào cái vị trí lãnh đạo này, vì họ biết là đây là sẽ là mục đích lớn của bà để break up, chia tam sẻ tứ cái công ty này, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và trở lại với cái sắc luật của Tổng thống về việc siết chặt cái sự bành trướng của những công ty khổng lồ này, thì hệ lụy của nó sẽ như thế nào? Xin giáo sư có thể cắt nghĩa thêm về những cái hệ lụy này, thưa giáo sư. Vâng. Như quý vị biết, Hoa Kỳ chỉ khác biệt Hoa Kỳ với lại Âu Châu. Khi chúng ta đi vào Âu Châu, Âu Châu là một nền kinh tế tự do công bằng, cũng không kém gì Hoa Kỳ. Nhưng mà bên Hoa Kỳ, chúng quý vị thấy là cái tiếng nói của người tiêu thụ, của người dân nó rất là mạnh. Chúng ta chỉ cần than phiền một cái là một công ty họ phản ứng liền. Trong khi qua Âu Châu, họ than phiền những cái luật lao động,
bảo vệ những nhân viên không bị sa thải hay bị này nọ, nó thành ra cái gọi là cái dịch vụ nó thua kém xa. Khi mà những công ty lớn mà họ hoành hành, họ có cảm thấy là họ có thị trường, họ có tài chính và không có cạnh tranh thì cái dịch vụ nó sẽ giảm, gọi là cái ngay cả những hàng hóa của họ sẽ mất đi cái dạng tốt để bảo vệ an toàn cho người tiêu thụ. Khi mà những công ty lớn mà được hoành hành như vậy thì càng ngày họ càng hàng hàng đi quá bức, như chúng ta thấy thời xưa công ty điện thoại AT&T khi họ chiếm lãnh trên 50% thị trường của điện thoại thì chúng ta thấy chẳng những cái hệ thống điện thoại không hữu hiệu mà giá cả nó càng ngày càng tăng, và từ từ chúng ta thấy những cái công ty khác nó cũng vậy. Thành ra cái hệ thống của Hoa Kỳ antitrust law, theo luật của antitrust law là bất cứ một cái sáp nhập nào, những cái công ty nào sáp nhập vào nhau mà nếu cái công ty đó trên 25 triệu đô la, mà quý vị biết trên kinh tế vĩ mô 25 triệu đô la không có nghĩa lý gì hết, cái sự sáp nhập nào trên 25 triệu đô la là cần phải được thông qua của FTC. Nếu FTC và Antitrust Division mà họ không phản ứng và họ không nộp đơn để thưa kiện đó thì sự sáp nhập đó cuối cùng sẽ được thông qua. Trong khi đó nếu chính phủ liên bang chống đối sự sáp nhập đó bằng cách họ thưa đi vào tòa án đó, thì sự sáp nhập đó kể như là không thành công được. Thành ra nó rất là hữu hiệu để bảo vệ nạn lạm phát, bảo vệ tiểu thương. Quý vị biết là tiểu thương đó, là nắm trên 60% nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mà những công ty như Amazon, những công ty mà lớn như vậy nó càng ngày, hay là ngay cả Walmart càng ngày càng giết tiểu thương thì nó không tốt, vì cái số tiền lợi tức lợi nhuận của những công ty này chỉ đi vào một số người nhỏ, đó là người nhóm đầu tư. Trong cái tiểu thương là cái nền xương sống của Hoa Kỳ. Chú ý vào phần này rất là quan trọng, đó là cái ưu tiên mà đảng Dân Chủ họ chú trọng nhiều so với đảng Cộng Hòa, họ không chú trọng nhiều, họ vẫn chú trọng nhưng mà không chú trọng nhiều như đảng Dân Chủ. Tuy nhiên cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta nên nhớ rằng đây là một cái nền kinh tế toàn cầu. Những công ty phải có một cái khả năng sức mạnh để đối đầu với những công ty ngoại quốc. Ví dụ như Amazon mà nếu yếu, suy yếu thì sẽ không cạnh tranh nổi với Alibaba của Trung Quốc. Đó là những cái điều mà khi ra tòa án họ phải hiểu, không phải là sự sáp nhập nào mà xâm chiếm thị trường mà không gia tăng giá cả, mà nhất là cái bảo vệ cái quyền lợi của người công dân đã vẫn được tiếp tục bảo vệ thì sự sáp nhập đó có thể cho phép. Là tại nếu mà siết chặt quá thì những công ty Hoa Kỳ chỉ trở thành những công ty li ti nhỏ thì không thể nào gọi là đối đầu với những cái người gọi là đối thủ gọi là khổng lồ của Trung Quốc. Amazon khả năng đối đầu với Alibaba sẽ rất khó khăn nếu bị ta xe chia tam xẻ tứ. Nhưng mà nếu mà thâm chiếm thị trường đến mức mà tiểu thương bị giết chết và giá cả gia tăng thì cái điều đó là cần phải được xem xét là như vậy. Đó là cái hệ thống check balance, đó là một cái điểm tốt của nền dân chủ là luôn luôn có sự thay đổi. Đó là một điểm tốt của hệ thống chính trị qua Hoa Kỳ lưỡng đảng, không có một cái đảng nào mà đi quá mất một thời gian mà không đi ngược lại. Khi đảng Dân Chủ lên thì họ có chú trọng ngược lại của đảng Cộng Hòa, và cứ như thế tuần tự như vậy. Nó là cái căn bản rất là vàng son cho nền kinh tế tự do, thưa cô. Dạ vâng, quả thật như vậy thưa giáo sư. Và đến đây thì thời gian của chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp cũng không còn nữa. Hiền Nhi rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã luôn mang đến những thông tin rất là thú vị, rất là bổ ích, cũng như rất là công bằng và không thiên vị trong suốt những cái thông tin về kinh tế cũng như là chính trị. Và một lần nữa xin kính chúc giáo sư thật là nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc trong những chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp kỳ tới. Dạ vâng, rất hân hạnh làm việc với cô Hiền Nhi. Xin kính chào. Kính thưa quý khán giả, Hiền Nhi một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp. Chương trình ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình kỳ tới.